Ôi tội hồng phúc. Chương 34. Bản tin bất ngờ. Montreal, Quebec. Vài ngày sau, buổi chiều, tại Đại học Concordia. Trong gian phòng rộng lớn dành cho các sinh viên cao học, Tùng cặm cụi chấm điểm bài tập trên bàn làm việc. Bỗng có tiếng chào hỏi lao xao. Trong phút chốc, chàng bị bao vây bởi xóm nhà lá Lan, Phương, Thanh, Thắng. Cô bé Thanh nhanh nhỏ chia tớ tập san hun. Cuối tuần rồi, em lên hun thăm ông bà ngoại mới tình cờ phát hiện bản tin này. Thầy đọc thử đi. Tùng đứng lên đỡ tờ báo, đọc lướt qua. Bài báo viết về một tai nạn giao thông thảm khốc. Nạn nhân là một thanh niên Á Đông, cư ngụ tại thành phố Hun, tên là Trần Anh Tuấn, 24 tuổi, đang được điều trị tại bệnh viện Hun. Đọc xong, Tùng cuộn tròn tờ báo, lặng lẽ cau mày nghĩ ngợi một cách xa xăm. Cho đến nay, Tuấn vẫn giấu biệt tung tích của mình. Bức thư tuyệt mệnh có nhắc đến sự kiện hắn bị nạn, nhưng không nói rõ lúc nào và ở đâu. Phải chăng bài báo này đăng tin về hắn? Thắng gãi đầu liên tục, ra chiều suy nghĩ rất căng. Chồng chưa cưới của Hương cũng tên là Trần Anh Tuấn, cũng 24 tuổi nhưng sống ở Ottawa. Không lẽ nó rời nhà qua bên Hun rồi? Hay chỉ là trùng tên trùng họ? Theo bài báo, nạn nhân lái theo hướng Quebec, Ontario. Giả như là anh Tuấn, không lẽ anh đã trở về Montreal? Nếu đúng vậy, sao không ở lại thăm Hương mà lật đật quay trở lên Hun ngay trong đêm làm chi, cho xảy ra tai nạn? Lan ưu tư đặt thêm nghi vấn. Chớp nhoáng làm bài tính nhẩm trong đầu, Tùng sực nhớ ra, buột miệng. Ừ nhỉ, tối khuya hôm ấy, tôi đích thân đưa Hương vào bệnh viện cấp cứu. À, chị hiểu ra rồi, có phải Tuấn vô tình bắt gặp thầy Tùng với nhỏ Hương? Phương vỗ lẽ, vỗ tay kêu lên. Đoạn im bặt, thận trọng dò xét phản ứng của Tùng. Chụp ngay lời gợi ý của Phương, Thắng đắc ý vỗ cái đốp lên vai chàng, khệnh khạng diễn giải với vẻ hiểu biết. À, thì ra là mày làm anh hùng cứu mỹ nhân, nên thằng Tuấn ghen rồi nó. Ghen, ghen cái đầu mày. Hắn lăn nhăng với con khác rồi biệt tâm biệt tích, không ngó ngàng gì đến vợ con hắn. Lấy tư cách gì mà ghen với tao? Tự ái dồn dập, Tùng nổi cáu hất tay Thắng ra, sừng cổ gắt gỏng. Thắng vẫn ngoan cố đổ thêm dầu vô lửa. Biết là nó cà trớn rồi, nhưng dù gì nhỏ Hương cũng từng là vợ sắp cưới của nó. Khi không nó thấy mày ôm vợ nó. Lời ám chỉ của Thắng về việc Tùng bóng Hương xuất từ kênh Latin về nhà khiến chàng bất giác dùng mình lạnh người. Trước mắt chàng bỗng chập chờn đoạn cuối khó quên trong bức thư tuyệt mệnh. Tình cờ nom thấy anh chị đi với nhau, anh ấy sốc đến bị tai nạn suýt thiệt mệnh. Khựng lại ngẫm nghĩ một lát, chàng đột nhiên giang tay xô giạt Thắng qua một bên. Tao đi. Đi đâu? Thắng hỏi trống không. Tùng hùng hổ vung nắm đấm về phía trước. Đi tìm thằng chồng thổ tả của Quỳnh Hương mà tính sổ với hắn. Xóm nhà lá xanh mặt trước cơn lôi đình đột ngột của ông thầy trẻ. Lan, Phương, Thanh vừa bừa mỗi người một quyển vở trên bàn của Tùng, quặt phành phạch, rối rít xoa dịu. Bớt giận thầy ơi. Nói thiệt hay nói giỡn vậy cha nội? Chuyện đâu còn có đó, đừng gây án mạng nha Tùng. Thằng nhăn nhó ôm đầu than vãn, xăm xăm bước ra cửa. Tùng bất thần quay phắt lại, hầm hè ngó thằng bạn học trò, lấy giọng thầy ra mà gian đe. Còn mày, học hành cho tử tế vào, không thì ta đánh rớt thẳng tay. Ê Tùng, có đánh rớt tao thì nhớ đánh rớt luôn con vợ sắp cưới của tao cho có đôi có cặp nhăn mày. Cười hình hịch trước lời hăm dọa của thằng bạn đang làm thầy, Thắng ung dung trỏ tay về phía Thanh đứng bên cạnh. Cô bé tức tối nhảy đổng lên, la oai oái,
nhưng bóng Tùng đã mất hút từ bao giờ. Hun khoe bét tối hôm ấy tại buồng bệnh của Tuấn. Với thể chất khỏe mạnh, Tuấn hồi phục khá nhanh sau một thời gian tĩnh dưỡng và trị liệu. Hiện tại, chàng có thể tự lần mò đi lại bằng cây đẩy và sẽ được xuất viện trong vài ngày sắp tới. Cũng may, chàng được xếp chung buồng với anh chàng da đen Pierre vui nhộn, hoạt bát và thích tán chuyện. Bao năm lăn lóc đầu đường xó chợ đã giúp anh tích lũy cả một kho chuyện hấp dẫn và phong phú về đời sống vỉa hè. Nếu không, chàng không biết làm gì để giết thời gian nhàn rỗi buồn tẻ trong bệnh viện. Sau bữa ăn tối, Tuấn và Pierre đi dạo một vòng, vừa để thư giãn đầu óc, vừa để tập vận động. Lúc trở về, Pierre rủ rê Tuấn cùng lần tràng hạt. Đoạn lăn ra giường, đánh một giấc say sưa, trằn trọc chưa ngủ được, Tuấn bâng khuâng mường tượng trong đầu hình ảnh hồn nhiên rạng rỡ của Hương. Bóng dáng gai góc của Tùng bỗng lởn vởn hiện ra. Tim gan chàng trượt quặn thắt khó chịu như có ai bóp nghẹt. Ánh mắt đờ dại trong nỗi đau đớn tột cùng. Tiếng giày nện trên sàn lộp cộp làm Tuấn thoáng giật mình, ngạc nhiên chồm dậy. Tùng đã xuất hiện trước mặt chàng, lịch sự cất tiếng chào. Bàng quan đưa tay ra bắt cho đúng nghi lễ xã giao. Tuấn ngờ vực nhìn Tùng, tự hỏi, không hiểu gã lặn lội đến tận đây tìm chàng với mục đích gì. Sao anh biết tôi ở đây? Tuấn lạnh nhạt hỏi, không có vẻ gì hiếu khách. Tùng không đáp, chỉ lẳng lặng chìa bản tin trên tờ tập san hun. Nguyệt lão khéo đùa đã sắp bày cho họ trở thành hai kẻ tình địch ngay từ buổi chạm mặt đầu tiên. Ngoài ánh mắt gườm gườm đầy thù địch và vài lời chào hỏi qua loa cho phải phép, họ chưa bao giờ bắt chuyện cho đúng nghĩa với nhau. Không đợi mời, Tùng quẳng bừa tờ báo trước mặt Tuấn, tự nhiên kéo ghế ngồi, thẳng thắn nhập vào đề. Có phải tối khuya thứ sáu, ngày, tháng, cậu trở về Montreal rồi nom thấy tôi đi với Hương? Ánh mắt Tuấn đanh lại trước một câu hỏi thẳng thừng như thể khiêu khích ấy. Tùng bật cười khan. Nếu cậu bình tĩnh tìm hiểu xem vì sao tôi làm thế, thì cậu đã không ngốc nghếch tự hại mình ra nông nỗi này. Tuấn lầm lì cau mày khó chịu trước giọng điệu châm biếm, sóc hông của Tùng. Lặng im một lát, Tùng tóm tắt kể lại việc anh cùng Xuyến đi tìm Hương mang về nhà giữa cơn mưa như chút nước ấy, và sau đấy đưa nàng vào bệnh viện cấp cứu. Chưa vội trình bày thêm chi tiết bệnh trạng của nàng, Tùng cười khẩy nói kháy. Cậu có phúc mà không biết hưởng, cậu có biết không? Chẳng phải người có phúc bây giờ mới là anh à? Gắng hưởng đi, kẻo mất rồi mới hối tiếc như tôi. Tuấn nhếch môi chế nhạo, khiến Tùng nổi khùng đấm mạnh tay lên thành ghế. Nếu cậu không nằm bẹp như thế này thì tôi đã dần cho cậu một trận để cậu tỉnh táo ra. Cậu có biết là sau cái trò lăng nhăng bê bối của cậu, Hương vẫn sẵn sàng tha thứ cho cậu không? Thật thế à? Chẳng phải anh lái ô tô hơn 200 cây số để đích thân trao thiệp cưới của hai người cho tôi ư? Điềm nhiên ném cho Tùng cái nhìn khinh khỉnh. Tuấn lạnh lùng châm chích, ánh mắt tóe lửa thịnh nộ. Tùng nghiến răng chống tay, gồng đến nỗi gân xanh, hầm hè gằn giọng. Cậu biến đâu mất dạng mấy tháng trời, không một lá thư, không một cú điện thoại. Ai cũng nghĩ rằng cậu ruồng bỏ Hương, bây giờ cậu còn trách cứ tôi. Tôi và cô ấy chưa làm gì vượt quá giới hạn. Cậu không cần phải suy diễn hồ đồ rồi tự hại mình, hại vợ con mình. Vợ tôi? Không phải cô ấy sắp sửa là vợ anh à? Lãnh đạm nhún vai tỏ vẻ bất cần. Tuấn tiếp tục luận điệu khích bác đầy giễu cợt. Hàng lông mày nhíu chặt, hằn nét giận dữ. Tùng tức tối hầm hầm đào nhanh mắt khắp căn buồng tĩnh lặng như tờ. Hận rằng nơi đây là bệnh viện. Bằng không, thể nào anh cũng tóm lấy cổ cái gã Tuấn dễ gai ấy mà đấm vài phát vào mũi cho hả tức. Nét mặt chuyển từ đỏ sang tím. Tùng trừng trừng ngó đối thủ. Nhưng anh chưa kịp phản công thì cô y tá bước vào, niềm nở chào hai người. Tùng đành nhí môi nín lặng trong lúc cô y tá đo huyết áp và nhiệt độ cho Tuấn.
Cô ân cần trao thuốc và cốc nước cho chàng, đoạn nhẹ gót rời đi. Tùng đã lấy lại bình tĩnh, dịu giọng hẳn. Hãy trở về với vợ con của cậu đi, cô ấy không được khỏe và đang rất cần sự chăm sóc của cậu. Anh nói thế có nghĩa là gì? Đặt cốc nước lên bàn, Tuấn nhướng mày nghi hoặc. Không đáp thẳng, Tùng lẳng lặng đứng lên, tiến lại gần, trao cho chàng xấp thư của Diễm. Chăm chú đọc từng trang, chàng bỗng điếng người chết lặng khi dừng mắt ở những hàng chữ sau cùng. Hưng bị ung thư nhưng vẫn cương quyết từ chối trị liệu để bảo tồn hai giọt máu của chàng. Vướng vào căn bệnh chết chóc ấy mà không điều trị ngay lập tức thì hậu quả thật khôn lường. Đã vậy, nàng yêu quái còn tuyệt vọng quyên sinh cùng với bào thai trong bụng. Hóa ra là thế. Giờ đây, cái ẩn ngữ vì sao nàng ta cứ dai dẳng đeo bám lấy chàng không chịu buông mới được giải đáp. Chàng thoáng nghe tim mình buốt nhói, xót xa cho một kiếp hồng nhan bạc phận và một mầm sống chưa chào đời. Chàng nào phải là gỗ đá vô tâm. Đối với nàng yêu quái, chàng chẳng có tình, nhưng cũng có nghĩa gối chăn. Chưa kể thai nhi xấu số đoản mệnh kia là cốt nhục của chàng nữa. Giá như hôm ấy, chàng không quá tuyệt tình. Chàng run run cúi gằm, một tia ân hận hằn sâu trên khuôn mặt trầm mặc. Đến giờ phút này, chàng mới bàng hoàng nhận thức tất cả hậu quả bi thảm của một lần vấp ngã. Một lúc sau, chàng mới ngẩng lên, trả lại cho Tùng sấp thư. Tư lự là gặng hỏi. Thế còn anh? Tôi đã tìm ra con đường đi của riêng mình. Tôi chuẩn bị làm ứng sinh của dòng tên. Anh thật lòng muốn đi tu à? Tuấn nhổ một người tới trước, tròn mắt hồ nghi trước một câu trả lời chàng không ngờ đến. Ngồi lại xuống ghế, Tùng thong thả bỏ sấp thư trở vào phong bì, cuộn tròn, vỗ vỗ vào tay, bình thản mỉm cười. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như thế. Lời chăn chối trong thư này không gây sức ép được cho tôi. Chính Quỳnh Hương đã giúp tôi nhận ra ơn thiên triệu và chọn lựa đời sống tận hiến. Vậy anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Tuấn lần tay lên bàn, lôi ra tấm ảnh, quẳng về phía Tùng. Nhanh tay đón lấy, ngắm nghía một hồi, Tùng ném trả lại cho Tuấn, gật gù thừa nhận. Nếu hôm ấy tôi không kịp thời đỡ Hương thì cô ấy có thể bị sẩy thai rồi đấy. Tấm ảnh này là do cô ta đưa cho tôi. Ôi ác giả ác báo, cô ta gieo gió cho lắm vào để cuối cùng chỉ gặt được bão. Lắng nghe Tùng tỉ mỉ thuật lại chuyện Hương bị vấp bỏ chuối ra sao, Tuấn không ngăn nổi niềm chua xót. Chàng cứ gọi chồng không là cô ta vì không muốn nhắc đến một cái tên mà chàng chỉ muốn loại khỏi bộ nhớ. Bỏ lửng câu nói, nét mặt nhăn nhúm của chàng càng trở nên thống khổ đoạn trường. Tôi nhầm nhỡ yếu lòng chứ không chủ tâm phản bội Quỳnh Hương. Lúc nào tôi cũng chỉ yêu có mỗi cô ấy. Tuấn tuyệt vọng nhắm nghiền mắt thổn thức. Tình cảnh này không khỏi làm Tùng chạnh lòng thương cảm. Chợt chú ý thấy chuỗi tràng hạt vắt vẻo trên bàn. Tùng đứng lên, tiến lại bên giường. Lần đầu tiên chân thành đặt tay lên vai Tuấn. Cậu cũng lần chuỗi à? Cậu không phải bên đạo nhưng cũng thường hay theo Hương đi xem lễ. Có nhẽ cậu vẫn nhớ câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình. Tuấn gật gù đồng tình, không đáp. Tùng vỗ vỗ lên vai chàng, ngắn gọn khích lệ. Trong khi mọi người nhao nhao đòi ném đá người phụ nữ ngoại tình để trừng phạt bà ta, thì Chúa Giê-xu chỉ đơn giản bảo: tôi cũng không lên án bà, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Tất cả những chuyện lôi thôi đã qua, cậu hãy tống cả vào quá khứ đi, chỉ cần ghi nhớ câu ấy của ngài là đủ. Đoạn chằm chằm ngó Tuấn, Tùng đăm chiêu đặt dấu hỏi. Cậu yêu Quỳnh Hương như thế, vì sao cậu lại từ hôn rồi biệt tăm biệt tích, không liên lạc gì với cô ấy? Cậu làm cô ấy đau khổ suy sụp đến chết dở, sống dở, cậu có hiểu không? Nghe nhắc đến chuyện đã qua,
Tuấn sần sật thở dài, não nề thú nhận. Chẳng qua là vì cô ta quá phóng khoáng nên tôi em mình có thể lây nhiễm bệnh qua đường sinh sản. Anh biết đấy, phải mất 6 tháng mới có kết quả thử nghiệm bệnh liệt kháng. Bố tôi đã có tuổi, lại đau ốm thường xuyên, nên tôi chưa muốn việc này đến tay ông, kẻo ông phải lo nghĩ nhiều mà đổ thêm bệnh. Quan trọng hơn cả là tôi yêu Quỳnh Hương, tôi buộc phải hủy hôn vì không muốn dối gạt và truyền bệnh cho cô ấy. Chỉ một câu này của cậu cũng đủ chứng tỏ là Quỳnh Hương đã không nhầm khi chọn cậu. Tùng hài lòng vỗ vai Tuấn tán thưởng, chuẩn bị ra về, không quên chiếu thẳng vào mặt tình địch cái nhìn uy hiếp. Tùng nghiêm nghị, thòng theo câu đe nẹt sau cùng. Hương vừa được mổ xong, tình trạng sức khỏe vẫn chưa khả quan. Khi nào hồi phục lại, cậu nhớ chăm sóc cô ấy cho tử tế. Học trò của tôi mà vì cậu rơi nước mắt thêm một lần nữa, tôi thề sẽ là người đầu tiên không dung thứ cho cậu. Tiếng bước chân của Tùng xa dần rồi tắt hẳn. Đầu óc Tuấn vẫn còn bỡ ngỡ, mông lung, không hiểu những gì mình vừa thấy, vừa nghe là thật, hay chỉ là một giấc mơ, không bao giờ thành hiện thực.